Phát huy tinh thần xung kích trong mọi lĩnh vực, thời gian qua, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Yên Khánh đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng thành công các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Với mong muốn được khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương, qua thời gian tìm hiểu thị trường, học tập kỹ thuật, năm 2021, anh Đỗ Văn Toàn ở xã Khánh Thành đã quyết định xây dựng chuồng trại để nuôi dúi. Hiện tổng đàn vào khoảng 300 con. Đối với dúi thương phẩm thì nuôi khoảng 6 đến 8 tháng là có thể xuất bán được. Con vật nuôi này nó cái nguồn thức ăn của nó dễ và nó rất sạch sẽ, nó không uống nước và nó cho cái hiệu quả kinh tế cao hơn cái mặt bằng chung ở nông thôn. Hiện tại thì cái nhu cầu của con dúi này thì rất lớn, thị trường rất là mở. Mỗi tháng thì nó cho mình thu nhập đâu đó khoảng 15 đến 20 triệu. Ví dụ như có bạn trẻ nào mà muốn thử sức và muốn học hỏi thì mình dẫn sát lòng để hướng dẫn và chia sẻ. Còn đối với anh Nguyễn Tuấn Anh, để nâng cao thu nhập cho gia đình, anh đã phát triển mô hình nuôi chim bồ câu. Đây là con nuôi không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, nhưng cần phải chú ý đến việc lựa chọn con giống chất lượng, quá trình nuôi phải đảm bảo đủ nguồn thức ăn, thường xuyên vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh. Nuôi cái chim bồ câu này thì nó có cái lợi thế thì cái vốn nó quay vòng là nhanh. Từ lúc chim nở ra đến khi bán được là nó rơi vào tầm khoảng độ 20 ngày. Một trăm đôi chim bồ câu này thì có thể mình sẽ lời được 3 đến 4 triệu. Nguồn tiêu thụ thì đối với chim bồ câu thì nó cũng dễ. Hiện tại thì như cái số lượng này thì vẫn chưa đủ phục vụ cho người tiêu dùng và người lái buôn người ta đến thu mua. Phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp ngày càng phát triển sôi nổi, có hiệu quả, tạo tính lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó giúp thanh niên phát huy sức trẻ, sự năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Hiện huyện Đoàn Yên Khánh đang quản lý 40 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng, giúp trên 1.300 đoàn viên thanh niên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Toàn huyện có 66 mô hình kinh tế của thanh niên với các lĩnh vực nông nghiệp, cơ khí, tiểu thủ công nghiệp cho hiệu quả cao. Khánh Thành là một vùng đất là phù sa màu mỡ, rất thuận lợi cho phát triển về nông nghiệp cũng như là trồng cây nông sản và các mô hình về cây trồng và con giống. Thì đối với đoàn thanh niên xã Khánh Thành thì cũng có một số mô hình của các đồng chí đoàn thanh niên tiêu biểu và còn cho thu nhập kinh tế cũng rất ổn định. Đoàn xã cũng đã hướng dẫn, cũng đã cho các đoàn viên thanh niên tiếp cận nguồn vốn 43 về phát triển kinh tế. Thì mô hình đang được nâng cao về chất lượng cũng là được nhiều địa phương đang biết đến và cũng đến để học hỏi. Trên địa bàn xã Khánh Cường thì hiện nay chúng tôi cũng đã có 10 cái mô hình thanh niên về phát triển kinh tế và cho hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt về các cái lĩnh vực như nông nghiệp và sản xuất kinh doanh thì đoàn viên thanh niên cũng tích cực áp dụng các cái tiến bộ khoa học vào sản xuất. Nhờ đó là cái năng suất chất lượng thì ngày một nâng lên và đặc biệt là các bạn sau khi mà sản xuất được các cái sản phẩm của mình ra thì cũng đã bán hàng ở trên các trang mạng thì cũng rất là đông khách. Phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã và đang khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, đem đến nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người trẻ dám nghĩ, dám làm, thực hiện được ước mơ, hoài bão của bản thân. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng thanh niên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới, giàu đẹp.